Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của GVN và đây là Bình Khiêm đây. Năm 2022 có thể nói là một trong những năm bùng nổ của những chiếc laptop 2-in-1. Ở thời điểm đó thì các hãng thi nhau sản xuất những chiếc laptop 2-in-1, nhưng mà với mức giá thì rất là khó để có thể tiếp cận. Thì đến với cả năm 2023 này thì những mức giá của những chiếc laptop 2-in-1 đó đã dễ tiếp cận hơn. Thì nó có đáng mua hay không? Cụ thể là chiếc laptop trên màn mình đây là em LG Dream 2-in-1 14 inch có đáng mua hay là không? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ điểm qua cho anh em những cái điều mà ai cũng đã biết về LG Dream rồi. Đầu tiên sẽ là cái yếu tố mỏng nhẹ. Thì anh em biết là những chiếc laptop mà nhẹ nhất thế giới bây giờ thì cũng đang là LG Dream. Và trên bàn mình đây đang là em laptop LG Dream 2-in-1 14 inch. Thì cái trọng lượng của nó cũng rất nhẹ, chỉ có 1,2 gram mà thôi. Và tiếp theo đó thì anh em sẽ có một cái độ bền được gọi là chuẩn quân đội. Đấy, mặc dù là laptop mỏng nhẹ như thế này nhưng mà cái độ bền của nó thì đã được chứng thực và được test qua rất nhiều bài test của quân đội rồi. Vậy nên là anh em sử dụng thì hoàn toàn có thể yên tâm, tại vì nó mỏng nhẹ nhưng mà nó rất là bền. Cái tiếp theo nữa là cái màn hình. Nó nhắc đến LG thì chắc chắn là phải nhắc đến màn hình rồi đúng không? Thì em màn hình này là một trong những em màn hình mà mình thấy rất là đẹp ở trên laptop. Thì mình cũng đã đo màu cho anh em ở trên con màn hình này. Thì em này sẽ đạt tới 100% sRGB, 87% Adobe RGB và 98% DCI-P3. Delta E của em màn hình này thì cũng khá cao. Vậy nên là anh em nào muốn làm đồ họa thì anh em có thể cân lại màu của chiếc màn hình này để có hiệu suất công việc tốt hơn nhé. Và vừa rồi là mình vừa điểm qua cho anh em về những cái điểm mà mình nghĩ là hầu như ai cũng đã biết về những chiếc laptop của LG Dream rồi. Còn bây giờ thì mình điểm qua một xíu về điểm mạnh cũng như là điểm yếu của em laptop LG Dream 2-in-1 14 inch trên bàn bên đây nhá. Đầu tiên phải nói về điểm mạnh của nó trước đi ha. Điểm mạnh của nó thì chắc chắn rồi, nó là một con laptop 2-in-1, vậy nên là nó có thể gập vào như một chiếc tablet và anh em có thể sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau. Và ngoài ra thì anh em cũng sẽ được tặng kèm thêm một cái bút cảm ứng đó, trên tay mình cầm đây. Và em bút cảm ứng này thì xài pin là 4A, anh em hoàn toàn cũng có thể tìm kiếm và thay thế nó một cách cực kỳ dễ dàng thôi. Và sau một khoảng thời gian mình sử dụng thử em màn hình cảm ứng ở trên em LG Dream này thì mình thấy được là cái độ mượt của nó khá là mượt và không có hiện tượng delay một xíu nào cả. Rất là ngon nghẻn cho anh em có thể trải nghiệm. Và cái điều quan trọng khi mà anh em sử dụng một cái chiếc laptop 2-in-1 là gì? Tất nhiên rồi, nó chính là cái bản lề của chiếc laptop này. Thì như những chiếc laptop khác thì anh em có thể trải nghiệm qua, thì những chiếc laptop khác 2-in-1 thì nó có thể là bản lề cứng này hoặc là bản lề quá mềm. Nhưng em LG Dream 2-in-1 này thì nó ở mức gọi là vừa đủ. Nó không quá cứng mà nó cũng không quá mềm, mà mình cảm giác mình bẻ ra thì nó không có bị ghê tay. Và nói chung là cái bản lề này thì mình thấy khá là chắc chắn để anh em có thể sử dụng luôn. Và nói chung là anh em có thể sử dụng nó như một chiếc tablet này, mang ra ngoài quán cà phê để có thể phác thảo những cái ý tưởng của anh em về những cái công việc sắp tới mình định làm này. Hoặc là anh em có thể mang đến lớp học của mình để brainstorm một số ý tưởng để làm chung với cả các bạn trong nhóm. Cũng rất là hiệu quả để cho anh em phục vụ cho công việc. Cái tiếp theo mình muốn chia sẻ cho anh em đó chính là con laptop này có một cái thời lượng pin khá là cháy, với viên pin của nó là 72 Wh. Và mình cũng có test thực tế cho anh em với một cái video playback một tiếng đồng hồ, thì mình để độ sáng của màn hình là 50% và sau một tiếng hết cái video đó thì nó sẽ mất 15%. Vậy tính ra thì anh em sẽ có khoảng 5 tiếng rưỡi đến 6 tiếng on screen. Và đây là một cái thời lượng pin rất là ok để anh em có thể mang chiếc laptop này đi làm việc cả ngày ở ngoài mà không cần phải cắm sạc. Và ngoài ra thì em LG Dream 2-in-1 14 inch này thì cũng có một số tính năng khá là hay ho. Ví dụ như là LG Garanty. Đây là một cái tính năng bảo mật khá là tốt cho anh em có thể sử dụng. Đầu tiên thì nó có thể giúp cho anh em gọi là bảo mật những cái thông tin mà anh em đang xem. Ví dụ như anh em đang xem một cái gì đó ở trên máy tính này và anh em rời đi khỏi chiếc máy tính này, thì nó sẽ tự động sleep cái máy này luôn và bảo mật những cái thông tin mà anh em đang xem. Cái thứ hai nữa là nó chống nhìn trộm. Khi mà anh em đang ngồi xem một cái gì đó mà có một người nào đó ngó vào màn hình của anh em để nhìn những cái thông tin đấy, thì màn hình của nó cũng sẽ tự làm mờ đi luôn để anh em biết là đang có người nhìn trộm. Nói chung là cái tính năng này là mình thấy khá là đáng để có thể trải nghiệm đấy. Vừa rồi là mình vừa điểm qua cho anh em những cái điểm mạnh mà mình thấy được ở trên em laptop LG Dream 2-in-1 14 inch này. Còn bây giờ chúng ta cùng điểm qua một số những cái điểm yếu của nó nhá. Đầu tiên để nói về những điểm yếu của những con Ultrabook thì không thể nào không nhắc đến cấu hình rồi. Cấu hình của em này thì không quá vượt trội với con CPU của nó đang sử dụng là i5-1340P và cũng như đang sử dụng là iGPU Intel Xe Graphics. Về hiệu năng thì anh em có thể sử dụng được những cái tác vụ như là Photoshop hay là Premiere hoặc là những cái tác vụ văn phòng cơ bản thì hoàn toàn thoải mái. Để mà chơi game thì chắc là anh em cũng chỉ chơi được những tựa game như là Liên Minh Huyền Thoại nhẹ nhàng mà thôi. Còn những cái tựa game mà nó nặng hơn thì cũng rất là khó để có thể chơi ở trên chiếc máy này. Nhưng mà đâu có anh em nào mua con này về để chơi game đâu đúng không? Thế nên là trải nghiệm những cái tác vụ cơ bản của nó thì rất là ngon, rất là mượt. Em này có tới 16GB, vậy nên là anh em lướt web hay là xem phim hay là gì đó thì nó vẫn rất là ngon để cho anh em có thể chơi nhá.
Tiếp sau vấn đề hiệu năng thì chúng ta cũng phải nhắc đến vấn đề nhiệt độ nữa. Thì em này có một hệ thống tản nhiệt thực sự không quá tốt và mình có chạy stress test với Cinebench R23 ở bài test đơn nhân cũng như là bài test đa nhân. Thì nhiệt độ cao nhất của bài test đơn nhân cũng như là bài test đa nhân thì ở mức 96 độ C. Còn số điểm của bài test đa nhân cũng như là đơn nhân thì mình có để ở trên màn hình cho anh em cùng thấy luôn nhé. Đó là những gì mình muốn chia sẻ cho anh em về em laptop LG RAM 2-in-1 14 inch này. Đó, về điểm mạnh này cũng như là điểm yếu và những cái điều mà ai cũng biết về em laptop LG RAM này. Còn quyết định mua hàng là ở anh em. Liệu anh em có mua laptop LG RAM 2-in-1 ở năm 2023 này hay không? Hãy để lại ngay ý kiến của anh em dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.